Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nga phản công ở Kursk, Ukraina thiệt hại hơn 11.000 quân. Theo thông tin từ trang Aviapro, dẫn nguồn tin từ quân khu phía Bắc của Nga cho biết, các đơn vị của Nga đang thực hiện các cuộc phản công ở Kurs, chặn đà tiến của lực lượng Ukraine, thông tin được đưa ra trong ngày 8 tháng 9. Giao tranh giữa quân Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt tại khu vực Koronevsky ở Kurs. Phía Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khoảng 400 m một điểm nóng giao tranh khác là ở quận Suzaki. Theo nhà phân tích quân sự Euroji, tình hình ở Kurs cho thấy Nga đang dần nắm thế chủ động các đơn vị của Nga đang tích cực dồn hết hai bên sườn khu vực tấn công, khiến cho lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã rút khỏi khu vực này của mặt trận và thay thế bằng đơn vị ít được huấn luyện hơn để giữ vị trí. Ở phần trung tâm của mặt trận, từ các khu định cư Malaya đến Martin các cuộc tấn công của Ukraine đã suy yếu rõ rệt. Ông Yuri dự đoán Ukraine khó duy trì quyền kiểm soát các vị trí ở cấp trong thời gian dài. Theo như giới phân tích, thì việc huy động lực lượng trong một chiến dịch đột kích xuyên biên giới và duy trì quyền kiểm soát gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kurt dường như không phải là một chiến lược khôn ngoan của Kiev ở thời điểm thiếu hụt nhân lực như hiện nay. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 8 tháng 9 cho biết, sau hơn một tháng triển khai chiến dịch tấn công Kurt, Ukraine đã mất hơn 11.220 binh sĩ cùng 87 xe tăng, 74 xe bọc thép chở quân cùng nhiều vũ khí thiết bị quân sự khác. Bên cạnh việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine ở Kurd, quân đội Nga còn nhắm vào những vị trí tập kết của lực lượng Ukraine, cũng như lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Sumy, một tỉnh của Ukraine nằm sát biên giới Nga. Trong khi đó, tại chiến trường Ukraine, Nga tiếp tục đạt được bước tiến ở Donetsk, vùng Donbass, Bộ Quốc phòng nga cũng mới thông báo đã kiểm soát thêm thành phố Dovgorodka gần thành phố chiến lược Pokrov, nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasiv Yar và Kostyan Tiliska ở vùng Donetsk. Theo các nhà phân tích, việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát thành phố Chasiv Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Lực lượng KF ở Cớt đang trong thế bế tắc. Gần một tháng trôi qua kể từ khi lực lượng KF mạo hiểm đột phá vào khu vực Cớt của Nga, tuy nhiên Tổng thống Vladimir Putin cùng bộ tham mưu của ông kiên quyết không huy động chủ lực, nhưng vẫn có cách khiến cho quân đội Ukraine, cỡ tắt là AFU, ở vùng này rơi vào thế bế tắc. Hai tuần sau khi đối phương xâm nhập vào Khớt, ông Putin không tới Bộ Chỉ huy Quân khu Trung tâm Nga hay Bộ Chỉ huy Quân khu phía Nam mà ông tới Grozny, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Tổng thống Putin đã gặp đông đảo tướng lĩnh chỉ huy Chechnya tại trung tâm huấn luyện và nói với họ rằng Moscow sẽ không rút lực lượng ở chiến trường Biển Đông Ukraine để tiếp viện cho Kurt. Lực lượng tiếp viện có thể được điều động từ Chechnya, nơi cũng có hàng chục nghìn lính dự bị. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cũng đưa ra thông tin rằng viện trợ quân sự của Mỹ khó có thể giúp Kiev bù đắp lợi thế về hoàn lực pháo binh khổng lồ của đối phương. Nga tiêu thụ khoảng 400.000 đạn pháo trên mặt trận Donbass chỉ trong có ít ngày, từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, tức là trung bình 44.500 phát mỗi ngày. Tuy nhiên, Mỹ thì chỉ có thể cung cấp 1 phần 3 số đạn pháo đó cho Ukraine. Còn lại, phải bù đắp cho sự thiếu hụt trong kho của Mỹ và viện trợ cho các đồng minh thân cận, nhất là Israel. Nói cách khác, đến cuối năm nay thì Washington sẽ hỗ trợ cho Kiev tối đa hơn 20.000 viên đạn pháo mỗi tháng. Tuy nhiên, đối phương thì đã bắn tới 44.500 quả đạn pháo mỗi ngày, chứng tỏ Nga có lợi thế rất lớn về pháo binh. Sự khác biệt về số lượng đạn pháo này có thể chênh lệch tới 60 lần. Ngay cả khi tính thêm đạn pháo do các nước phương Tây khác hỗ trợ cho Kiev, thì Nga vẫn hoàn toàn áp đảo. Cần phải nhìn nhận thực tế là binh sĩ Ukraine, dù có chiến đấu với lòng dũng cảm vô song đi chăng nữa, nhưng không có hoạt lực yểm trợ, họ sẽ tiếp tục phải rút lưu đều đặn. Khi đó, thì Moscow sẽ biết một điều rằng Ukraine ở khu vực Donbass không thể cầm cự được lâu nữa giờ đây thì nga tỏ ra kiên trì, kiên quyết không rút lực lượng chiến đấu ở đồn bát mà tiếp tục gây áp lực lên đối phương trên mặt trận chính. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ tuyên bố mặc dù Kiev vẫn có khả năng tiếp tục phòng thủ, nhưng họ sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn trong ít nhất là 6 tháng tiếp theo. Nói cách khác, trên chiến trường Cớt, Ukraine nhiều nhất chỉ có thể kiểm soát một khu vực, không thể tiến sâu, đe dọa thủ phủ Cớt do họ không có nhiều quân số cũng như đạn pháo, trong khi thiếu ưu thế trên không. Việc lực lượng Kiev phải rút số đạn pháo còn sót lại khỏi Đô Bát chỉ có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của mặt trận quan trọng này mà thôi. Tổng thống Putin đang điều động binh lực từ Chechnya tới tăng cường cho mặt trận cớt, Do vậy, Ukraine không còn khả năng tiến xa hơn để chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân và trung tâm hành chính thỉnh cớt. Quân đội Ukraine thua kém ưu thế trên bầu trời, không dám rời khỏi khu vực yểm trợ tên lửa phòng không. 24 bệ phóng Iskander cắt đường rút lui của Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai hai lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander M số 26 và 488 ở phía tây bắc và đông bắc Kurd. Mỗi lữ đoàn tên lửa gồm 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn được trang bị 4 xe phóng tên lửa. Mỗi bệ phóng có phóng hai đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 hoặc hai tên lửa hành trình tấn công hoạt đất 9M728. Iskander M có thể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi và đánh chặn của đối phương, kể cả những tổ hợp chống tên lửa Patriot PAC-3 tối tân do Mỹ sản xuất và lao về phía mục tiêu với tốc độ cao. Theo đánh giá, các loại UAV trinh sát 24 trên 24 và vệ tinh gửi hình ảnh chiến trường về sở chỉ huy theo thời gian thực. Một khi phát hiện các mục tiêu có giá trị cao của Kiev như hệ thống tên lửa phòng không, kho hậu cần, radar cỡ lớn và khu vực tập Trung Đông hay là bãi xe tăng, xe bọc thép, họ sẽ phóng tên lửa đạn đạo Iskander M từ hai hướng để tấn công theo thời gian thực với độ chính xác gần như tuyệt đối và sức xuyên phá cao bệ phóng tên lửa có thể di chuyển qua những địa hình phức tạp vào chiếm lĩnh trận địa và chỉ mất khoảng 4 phút để hoàn thành việc phóng đạn và có thể thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào những mục tiêu quan trọng. Mặt trận Rayba cho biết, theo hướng cất các đội hình Ukraine đang củng cố quyền kiểm soát của họ trên các vùng lãnh thổ đã chiếm được trước đó, bao gồm cả việc triển khai radar. Trong khi đó, lực lượng Moscow đang tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu đối phương ở Kursk và Sanli. Tại quận Glukovo, Ukraine đang tiến hành các hoạt động tấn công. Quân đội Nga đang đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho nhóm binh sĩ của họ trong khu vực này, sử dụng các cầu phao vượt sông Sin. Tại quận Korelevo. Ukraine đã phát động tấn công về phía Komarovka và Korerovo, nhưng không thành công đáng kể. Pháo binh Nga đã tập kích các khu vực tập trung quân đối phương ở Apanasoka, Slagov và Vysnevka, có khả năng phá vỡ sự chuẩn bị của Ukraine cho các cuộc tấn công mới trong khu vực này. Ở quận Suzha, theo dữ liệu cập nhật, lực lượng KF đã có thể mở rộng một chút vùng kiểm soát của họ ở khu vực lân cận Pokoreki và Malaya Loskna đánh giá theo địa lý của các cuộc tấn công bằng pháo binh của nga lực lượng moscow trước đó đã từ bỏ các vị trí ở những ngôi làng này để tránh bị bao vây tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng ukraine đã thiết lập được quyền kiểm soát ổn định đối với các khu định cư này tình hình trong khu vực đang bị bao phủ trong sương mù chiến tranh đồng thời pháo binh và không quân nga đang tích cực tấn công các nhóm xung kích và xe bọc thép của đối phương ở phía tây bắc Zaleshanka, UAV Nga đã tấn công, đánh trúng trực tiếp và phá hủy một trạm radar không xác định có khả năng được triển khai để theo dõi hoạt động của máy bay không người lái hoặc pháo binh. Việc các đội hình của Ukraine triển khai hệ thống giám sát radar tại các khu vực do họ chiếm giữ, cho thấy kế hoạch củng cố của Ukraine tại vùng Cớt tiếp tục phân bổ nguồn nhân lực và kỹ thuật đáng kể cho khu vực này. Tại vùng Sumy, quân đội Nga đã tấn công một số mục tiêu quan trọng của đối phương bằng tên lửa phía bắc Tuka, lực lượng Moscow đã sử dụng tên lửa Iskander. Phá hủy ba bệ phóng pháo phản lực cơ động cao HIMARS, việc mất các hệ thống này sẽ tạm thời làm giảm khả năng tấn công của Ukraine, bao gồm cả về mặt tác động đến thông tin liên lạc của Nga. Tại khu vực Novaisek, quân đội Nga đã phá hủy một tổ hợp phòng không Bax M1 của đối phương, vô hiệu hóa ba bệ phóng và một sở chỉ huy di động.